của mình ấy, tên công trình ấy, đọc thế nào nhỉ? Là The Cap Hotel phải không? The Cap Hotel. The Cap Hotel. Thế là của mình là bao nhiêu phòng nhỉ? Của mình là 147 phòng khách sạn, 70 căn hộ, tất cả hai cái biệt thự. 147 phòng khách sạn. 70 căn hộ. Căn hộ. Tất cả hai biệt thự. Hai biệt thự. Chỉ cần có nhà có 300 phòng ngủ đấy. À, tại vì là bản thân mình là mình thông qua cái này là mình có nhận xét rồi. Thực ra là cũng biết một chút về bất động sản. Nhưng mà cái phần mà không gian khoảng cách ấy, vừa hỏi em ấy, với tư cách là giám đốc ấy, thì quả thực là mình chưa nắm hết. Từ đây ra biển là khoảng bao nhiêu cây? Từ đây ra biển thì nó khoảng tầm 50 mét thôi. À, 50 mét chứ không phải bao nhiêu cây đúng không? Ok, quá tuyệt. Thì thẳng đây ra là tới đường Thủy Vân thì cứ qua đường là tới. Mà trong bất động sản nó có 6 cái tiêu chí. Cái phần pháp lý của mình ok chứ? Ok hết. Ok hết, cả phần nội, phần ngoại, cả đường nội bộ xong hết rồi. Dạ. Ok, nguyên cái đó không là tuyệt vời. Và cách biển là... Dạ. Và như vậy căn hộ của mình lúc tôi đi tôi thấy là riêng phần căn hộ cũng như là phần phòng đó. Dạ. Thì cái view biển là khoảng bao nhiêu phần trăm? View biển, phòng căn hộ 50%. Quá đẹp tuyệt vời đấy, cái view phố á là thiết kế cũng thế, quá đẹp. Là tốt, view phố là có khi gần nhìn thấy hết cả cái vùng xung quanh của tàu luôn. À, thế bây giờ cái mấy ông đi với ông thầy này này là cứ đòi thầy nhận xét, thì nhận xét của tôi ngoài cái việc mà địa điểm tưởng tượng không gian nữa đó, mà lại nằm ở trong cái trung tâm của cái tập quần thể. Khu này là khu khách sạn mình đi đấy. Thì mình thấy mấy cái như thế này. Cái pháp lý là cái mà người ta băn khoăn nhất. Ok. Đến thứ nhì, trong quỹ đất hiện nay, với điểm hiện tại, với quy hoạch một khu thế này, thì cái quỹ đất kiểu này không còn. Như địa điểm là cái thứ hai. Vì bọn nó bắt mình nhận xét. Và cái thứ ba là cái kết cấu riêng cái phần mà màu của cái khách sạn này này, nó mang tính công lệ, tức là nó bền một lắm, bền màu mà nó giống một công lệ, không bao giờ để một bị nhận xét. Cái thứ hai nữa là đúng là kết cấu là giống ông chủ tịch hội đồng quản trị, người thế nào thì công trình thế, thằng mày chuẩn, cửa chuẩn, thiết kế vừa đi ra làm ngon, đập làm lại cho ngon hơn, đúng không? Nhưng cái đó thì đại diện cho người mua hàng, tại vì mình sẽ mua một căn ở đây thì người ta cũng tính là toại nguyện cái số 3 về chất lượng công trình. Cái thứ tư là tính quần thể. Thì vừa rồi là mình làm cái sao đây thì nếu một cái tòa nó xuống mà lại mình ở đây chứa sigma được 800 người đi mà đoàn họ là 1.200, thế thì làm sao? Thì vừa rồi là mình có những cái hợp đồng liên kết để cụm mình cả. Thế bây giờ người ta chứa được 800, à mình chứa được 800 mà họ cũng chỉ 800 thôi, nhưng họ lại có nhu cầu một cái hội trường trên 1.000 người, thì mình ở đây là hội trường rất là phổ thông 300. Thì mình ở đây mình có những hợp đồng liên kết là có những hợp đồng luôn, có những hội trường lên đến 5.000, 2.000, 1.000 đều có. Vậy thì kể cả một cái hệ thống đoàn ngoài là tổng tour và sigma tour nó vào thì cái chỗ này giải quyết được. Thế nếu mà ông thầy nhận xét thì đây là cái số 1. Rất khó là. Và cái thứ 5 là cái sản phẩm này là sản phẩm dịch vụ. Thì cái tòa nhà này này nó là vật chất, nhưng mà đưa hàng cho người ta, cầm cái chìa khóa đưa cho người ta thì nó tính cái tiền vật chất cộng tiền dịch vụ, xong cộng với tiền thương hiệu là tiền cảm nhận, thì nó ra giá một cái phòng, ví dụ thế. Thì ở đây cái phần dịch vụ hai ngày ở đây rồi cộng với tham quan rồi, đúng là nói mà toàn khen là kỳ, nhưng có sao nói lại dân sáng
các bạn trẻ đẹp. Cái thứ hai là tôi về hỏi anh giám đốc, anh phó giám đốc điều hành, anh phó giám đốc kinh doanh là anh tuyển nguồn ở đâu. Thì thấy các bạn trẻ đẹp nhưng đặc biệt là có nghề đấy, vì tôi chuyên dạy về nghề bán hàng có nghề. Và thứ ba nữa là hình như có vẻ có não của thị trường ấy, tức là từ cái thái độ cơ mặt động tác cúi xuống, nhưng mà cúi là từ tâm chứ không phải từ cái cuốn học này, thì cố mà duy trì lại cái đó thì đấy mới hài lòng. Cái tiếp theo đó là cái dịch vụ liên quan tới tầm mặt thì phóng xa, nhưng đặc biệt là cái nhiệt độ cầu thang cũng mát. Bên này là gió trời, còn cửa trời là hút nó vào, gió tươi cũng có, mà gió sống cũng có, mà gió nhân tạo. Thì cái đó là mình đi mình thấy tuyệt vời. Nếu mà nói mà xem cái giá là nhận xét thứ năm thì mình có tư vấn mình bảo hình như chính sách giá của mình chưa hợp lý. Một cái nhà thế này là người ta tính mét vuông, người ta tính công năng, người ta phải cộng thêm tiền dịch vụ, xong người ta cộng với cái tiền tầm nhìn. Chứ bây giờ nhà nó chấn thế này, đây cái tầm của mình nó phóng, xong phải tính đến cái tiền oxy. Ở Nhật đấy là người ta bán từng cái chai thế này, mua ngập đằng này oxy ngay trước mặt. Sau đó phải tính cái tiền view, xong tính cái tiền cười của mua tiếng Việt, sigma nó lại thì nó ra giá một mét vuông. Không thể các khách sạn ở đây là các phòng bằng nhau được. Đây là cái mắc cười nhất của người Việt. Hai tòa nhà khác nhau, cùng địa điểm luôn nhưng giá phòng khác nhau, bởi vì cái cấu tạo sản phẩm nó khác nhau. Em hiểu không ạ? Cho nên là tôi hơi phản nàn chứ là cái 50% căn hộ biển ấy, với cả cái phòng mà cái biển ấy, phòng trong này có vẻ tính cũng có vẻ hợp lý, nhưng mà theo cái thông báo giá thì hình như là cái view biển phải tính cao lên. Này bên con sẽ có làm việc lại. Hình như là tính toán, bởi vì là bản chất của kinh doanh là hầu hạ khách hàng trên cơ sở quyền lợi của mình, chứ không phải hầu hạ thuần túy. Nó là sự chia bôi lợi nhuận, nhưng mình chia cho khách nhiều quá. Mà khách vui là được. Vui là được, đúng rồi. Nhưng mà trên cái nền mình phải có thì mình phải tiếp tục làm cho khách vui được. Thành ra là bây giờ phải tìm cách để nhận xét thì phải chê chứ. Chê cái gì nhỉ? Thì mai từ nay đi Anh, đi Pháp, Hồng Kông, Indo, thì nếu mà so sánh thì có thể mình lợi thế hơn là mình đi sau. Chứ còn người ta cũng mức thế này, nhưng mà cái người châu Á làm khách sạn sau này vật liệu người kiến trúc tốt hơn châu Âu, vì châu Âu có hiện tượng già thôi. Thành ra là muốn chê mà tìm mãi chưa thấy chỗ chê, chắc là phải ở thêm một tháng nữa thì mới chê được cái ly nước trà hay là cái trang phục của mấy cô này chẳng hạn, xong bắt đầu vạch lá tiệm sâu thì chê được. Tóm lại chung là Doanh nhân PR.